Hello, xin chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơn Ra Bắc Tây Nguyên. Hôm nay trong một niềm hân hoan vô cùng thì bên mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái bụi lan cực kỳ đặc biệt. Có thể nói đây là một bụi lan đột biến, và đây cũng là lần đầu tiên mình ra mắt một cái bụi lan kiếm mang tên Sơn Ra. Thì nguồn gốc của cái bụi lan này là bà con đi hái ở rừng Kon Tum nha các bạn. Thì khi mà nhìn thấy cái mặt hoa của nó thì nói chung là quá là bất ngờ. Cũng may sao là đúng vào cái thời điểm này là kiếm nó đang ra bông, và hiện tại là vẫn đang còn một số cái sót lại một số cái bông hoa ở trên cái bụi. Ngoài ra thì mình còn một vài cái nụ nữa. Thì đây là một bụi kiếm rừng bà con mới hái về luôn ngay chiều qua luôn các bạn. Thì mình sẽ làm clip này để chia sẻ cho mọi người xem, và cũng coi như là để giới thiệu luôn. Đó. Thì các bạn cũng biết rồi, hiện nay là trào lưu chơi kiếm, thậm chí nó còn đang còn nóng bỏng hơn là chơi giả hạt nữa các bạn. Kiếm bây giờ những cái bụi kiếm đột biến, hoa vàng, nói chung là có giá trên thị trường rất là cao. Một tép của nó có giá từ 10, 20, 30 triệu là bình thường. Có thể nhắc tên ví dụ như là Trí này, hoặc là Xanh Huế này, rồi vân vân. Trong miền Nam có một số cái loại kiếm đột biến hoa vàng. Thì giờ mình cho các bạn xem luôn nha. Bụi này là bụi rất là khủng. Đầu tiên thì từ từ đã. Đây, mọi người xem nè. Đây là nguyên cái gốc của nó, được chưa? Rồi, rất là khủng luôn. Nói chung cực kỳ nhiều tép. Thì mình đếm sơ sơ nha. Những cái bụi này, những cái tép này thì nó hơi già rồi. 1, 2, tính những cái bụi tươi thôi đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nè, sơ sơ khoảng 8 hay 9 tép gì đó. Rồi, các bạn thấy nè, lá của nó nè, 1 gang, tính từ gốc dưới là 2 gang, 3 gang, 4 gang. Thôi mình tính sơ sơ là 4 gang, mặc dù nó hơn ước lượng của nó thôi. Các bạn có thể thấy là một số cái lá thì tầm khoảng 40 phân, nhưng một số cái lá dài như thế này nè, mình xem nè, nó dài tới 60 phân nha các bạn. Đó, đây, nói chung trong môi trường tự nhiên thì các bạn thấy là lá của nó là có màu, những cái lá non này có màu xanh. Đó, xanh, cái màu nó cũng khá là láng luôn các bạn. Các bạn xem nè, màu xanh trên thân lá nó khá là mịn nè các bạn. Đó. Đó. Ngoài ra thì nó có những cái đỉa y, những cái nấm, những cái đỉa y hoàn toàn tự nhiên trong môi trường rừng. Đó, như các bạn thấy đây đúng không? Đó. Còn những cái lá không có thì cái lá nó rất là sập. Các bạn xem nè, đây là đúng là cái điều kiện tiên quyết để ra một cái bông đột biến, bông kiếm đột biến. Rồi bây giờ thì mình sẽ cầm lên để giới thiệu cái mặt bông cho các bạn xem. Rồi giới thiệu cái nụ trước đi. Đây, đây là một cái phần cuống hoa này các bạn. Đấy. Rồi do mình quay trong điều kiện không có nắng nha các bạn nha. Đây các bạn thấy không, một cái vòi hoa sạch. À, sạch mà sạch vàng luôn này các bạn. Đấy, sạch vàng luôn. Và cái nụ của nó này, đây. Đấy các bạn thấy không, nụ nó sạch bông và vàng ươm luôn. À, đây là một cái vòi bông này. Đấy, đây nó mọc từ dưới này luôn này các bạn này. Đây này, đấy mọi người thấy cái cuốn của nó chưa. À, nó ôm từ cái bể nó lên này. Rồi giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn hoa. Cũng may là sót lại đúng một vài bông thôi. Đây các bạn, quay đèn tí cho nó sáng. Không, 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 dựng đứng vậy. Rồi, đây là vài cái bông nữa các bạn, còn sót lại đúng vài cái bông. Tuy nhiên là những cái bông này bị rụng mất cái lưỡi rồi. Đây các bạn thấy nè, đó, nghiêng qua một tí. Không, nghiêng ra phía trước này. Đây các bạn thấy không, nó cái cuống của nó cũng vàng nha, hoa của nó cũng vàng này. Đây đấy, mà thấy cánh của nó không? Cánh nó vàng ươm luôn á, không có một cái vết gì luôn. Đây, đây là nó bị bầm dập từ trong rừng thôi nha. Mà các bạn thấy cái này là tại vì nó bị rụng mất cái lưỡi. Thì còn đúng duy nhất một cái bông này, đây một cái cuống hoa đây, còn đúng một duy nhất cái bông này còn đầy đủ này. Đấy, thì mọi người xem này, đây lưỡi rất là đẹp luôn. Đấy này, mình thấy lưỡi không? Đó, đây là cái bông ở dưới, tức là cái bông còi, cái bông nhỏ nha các bạn. Này,
Đấy, lưỡi nó nè, cái lưỡi nó thậm chí còn trắng luôn đấy. Đấy này, các bạn thấy chưa? Đấy, nụ nè. Đó. Đó. Đặc điểm của lá đây. Quá đã. Đó, những cái này là nó bị rụng đi cái lưỡi này các bạn, còn may mắn sao còn đúng một cái bông này còn lưỡi đây. Lưỡi màu rất đẹp. Cái khuôn lưỡi khá là đẹp và nói chung nó không có một cái đốm gì luôn nha các bạn. Nói chung là nó trắng vàng tinh khiết luôn á, không có một cái đốm gì luôn. Rồi. Thì mình sẽ đặt tên cho cái bụi lan này, chính là bụi lan kiếm vàng Serac. Bụi kiếm vàng Serac. Làm clip này là vừa để lưu giữ cái mặt hoa. Và vừa để giới thiệu đến mọi người luôn. Bụi này để mình đếm chính xác là bao nhiêu củ nha. 1 2 3 4 5 5 Cũng là hơi già rồi. 6 7 8 Tổng cộng là 8 các bạn. Tính cả cái bụi lá vàng già nữa là 8. 8 củ. 8 củ trong một dề. Các bạn thấy hoa nó thiên về màu trắng luôn nè. Đấy. Trong khi những cái hoa kiếm khác thì những cái hoa kiếm khác các bạn biết rồi, nó không màu sắc nó không có như thế này mà nó sẽ có màu tím này, tím đỏ đậm á. Rồi các cái sọc sọc và đốm đốm nữa. Còn cái này là đột biến hoàn toàn luôn. Nói chung cũng may là có duyên mới sở hữu được đây. Đây cái vòi bông của nó. Các bạn xem cái vòi bông này là vòi bông bị gãy rồi. Rất khỏe luôn các bạn, cái dê này cực kỳ khỏe luôn. Đúng là như thế này là nó còn nữa này. Nó còn sót lại nữa này. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình nha. Thì mình sẽ nghiên cứu sẽ làm gì với cái bụi kiếm này. Một cái giống kiếm đột biến Serac rất là đẹp. Rồi, chào tất cả mọi người.